Hot girl Hàn Tư Tĩnh có bạn trai còn đính hôn với thiếu gia, bị bóc phốt ngay trên sân khấu. Hot girl Trung Quốc Hàn Tư Tĩnh bất ngờ trở lên nổi đình nổi đám bởi lùm xùm cắm sừng bạn trai họ Trương lén lút đính hôn với thiếu gia bất động sản. Cô nàng được cư dân mạng gọi bằng những biệt danh như Hot girl Lăng Nhăng hay người đẹp bắt cá hai tay. Trước đó, Hàn Tư Tĩnh khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi ngoại hình xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, đặc biệt còn chuẩn bị đính hôn với một thiếu gia thế hệ thứ hai tên Từ Chấn Vũ. Thế nhưng, ngay tại buổi lễ đính hôn, cô nàng bị bạn trai CEO Trương Khoa Phong bóc phốt là ăn cháo đá bát, lăng nhăng, lừa dối tình cảm, tiền bạc của anh, rồi lại lén lút đính hôn với một phú nhị đại trong cùng một địa phương. Giữa bạn trai và vị thiếu gia, Hàn Tư Tĩnh quyết định chọn người sau. Cô nàng thậm chí còn to gan làm lễ đính hôn với người này sau lưng bạn trai. Vốn tưởng rằng sẽ giấu được bạn trai CEO, Tư Tĩnh không ngờ được rằng, ngay vào lúc cô đứng trên sân khấu, thì bạn trai tiến vào đại não, bóc phốt hot girl sống dối trá, bắt cả hai tay. Trương Khoa Phong cho biết được bạn thông báo thấy ảnh chụp Hàn Tư Tĩnh cùng con trai ông Trùng bất động sản họ Từ tại sảnh khách sạn. Trương Khoa Phong gọi điện chất vấn thì Hàn Tư Tĩnh lấp liếm rằng là đi làm phụ dâu trong đám cưới bạn. Tuy nhiên, nếu là phụ dâu thì không ai lại đặt ảnh ở sảnh đính hôn. Vì thế tối đó, Trương Khoa Phong đến khách sạn và lao thẳng đến sân khấu để chất vấn Hàn Tư Tĩnh. CEO họ Trương cho biết trong thời gian yêu đương, Hàn Tư Tĩnh không ngừng đào mỏ mình để làm vui lòng bạn gái. Anh chàng không ngại chu cấp cho cô rất nhiều tiền, riêng tiền tiêu vặt khoảng 10.000 nhân dân tệ, khoảng 35 triệu đồng. Vậy nhưng cô vẫn lén lút có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, thậm chí sẵn sàng chơi lớn bằng việc đính hôn thế này. Trương Hoa Phong còn đăng kèm hình ảnh ghi âm để chứng minh mối quan hệ tình cảm của cả hai. Anh nói rằng anh không hề biết trong lúc quen nhau, Hàn Tư Tĩnh lại gặp gỡ đính hôn với đại gia khác. Cô luôn tìm cách để né tránh bạn trai và tận dụng thời gian hẹn hò người khác qua chuyến công tác. Khi biết được sự thật, Hàn Tư Tĩnh đã bị thiếu gia bất động sản từ hôn. Không chỉ thế, cô còn bị đòi lại 18 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 63,7 tỷ đồng tiền sính lễ, khiến cô nàng lên mạng khóc lóc thảm thiết. Trương Khoa Phong nói rằng, ngoài lừa anh và người đàn ông họ Tư, Hàn Tư Tĩnh còn mập mờ với những người đàn ông giàu có khác. Trước tố cáo của bạn trai, Hàn Tư Tĩnh bác bỏ, cho rằng tất cả đều là vu khống. Cô tố Trương Khoa Phong là kẻ điên loạn, tâm thần phân liệt. Cô nói anh công căng, suy nghĩ cực đoan, luôn muốn độc chiếm cô. Cô chấp nhận yêu CEO này là vì bị xâm hại, ép buộc. Đó là chưa kể đến việc trong lúc hẹn hò, cô thường xuyên bị bạn trai đánh đập, sử dụng cả bạo lực tinh thần lẫn thể chất. Sau này khi quen được vị hôn phu thiếu gia, cô mới tìm được tình yêu đích thực. Thực hư không biết thế nào, nhưng công chúng lại tin Trương Khoa Phong. Họ tìm lại ảnh trước đây của Hàn Tư Tĩnh và nhận định cô phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc như hiện tại. Sau khi thông tin được chia sẻ, Hàn Tư Tĩnh cũng đăng tải video khóc lóc thảm thiết, nhận sai xin lỗi. Nhiều người còn mỉa mai nàng hot girl vì livestream khóc mà không cần trang điểm. Dù Hàn Tư Tĩnh đã lên tiếng, cộng đồng mạng cũng chẳng mấy ai tin cô. Ngay cả vị hôn phu là thiếu gia bất động sản cũng chẳng muốn chịu tiếng xấu này. Vụ việc đang gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc.